chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ở ngay phía bên dưới góc tay phải để nhận được những tin tức hấp dẫn mỗi ngày nhé. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với chương mục tin nóng hàng ngày. Tin vui, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có cách đối phó với đội tuyển Iraq đánh giá Iraq là đối thủ mạnh, ứng cử viên cho chức vô địch ASEAN CUP 2019, nhưng ông Park Hang Seo vẫn khẳng định đã có cách đối phó để giúp tuyển Việt Nam giành kết quả có lợi. Thưa quý vị, vào lúc 20 giờ 30 tối ngày 8 tháng 1, tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch ASEAN CUP 2019 bằng trận đấu mở màn với Iraq. Đây là đối thủ có nhiều duyên nợ với bóng đá Việt Nam ở cả cấp độ đội tuyển cũng như U23. Phát biểu trước trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá rất cao đội bóng của huấn luyện viên Seiko Katanek. Ông Park Hang-seo nhận định, Iraq có thể hình tốt, rất mạnh mẽ và có lối chơi kỹ thuật, nhưng chúng tôi cũng sẽ có những phương án để giành được kết quả có lợi nhất. Cũng theo chiến lược gia này, thể lực là vấn đề đáng lo của đội tuyển bởi nhiều cầu thủ trong đội hình đã phải thi đấu tại tất cả các giải đấu từ đầu năm 2018 đến nay. Tuy nhiên, thầy Park tin tưởng huấn luyện viên thể lực mới Willander Forsenka, với trình độ chuyên môn và bề dày kinh nghiệm đã, đang và sẽ làm tốt công việc của mình. Liên quan tới vấn đề của Trọng Hoàng, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định đã tính tới phương án dự phòng trong trường hợp tiền vệ này chưa thể góp mặt ở trận ra quân. Trong khi đó, đội trưởng Quế Ngọc Hải cũng tỏ ra tự tin vào khả năng giành kết quả tốt của đội tuyển Việt Nam. Iraq là đối thủ mạnh trong bản đấu này, nhưng em cùng các đồng đội đã trải qua nhiều trận đấu khó khăn ở các giải đấu tầm châu lục. Tất cả đều tự tin vào khả năng của bản thân. Em nghĩ đội tuyển sẽ hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Huấn luyện viên Bắc Hằng So quyết thắng Iraq trong trận mở màn tại Asian Cup năm 2019. Thưa quý vị, huấn luyện viên Bắc Hằng So nói: Nếu giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới thì cửa đi tiếp của Việt Nam rất sáng bởi ngôi đầu khó thoát khỏi tay Iran. Vào ngày 8 tháng 1 đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu mở màn ở Asian Cup năm 2019 gặp Iraq. Trước thêm trận đấu này, huấn luyện viên Bắc Hằng So tỏ ra vô cùng tự tin. Ông bắt cho biết. Trong suốt một năm qua, chúng ta đã trải qua những giải đấu lớn như là tại Trung Quốc, U23 châu Á, Indonesia, ASAP năm 2018. Phải thừa nhận rằng sự khởi đầu công việc tại Việt Nam không hề dễ dàng, nhưng sự nghiệp cầm quân của tôi đã được chấp cánh bởi sự nỗ lực không ngừng của các cầu thủ. Bản đây là bản đấu rất khó khăn khi Iran và Iraq là những quốc gia rất mạnh tại châu Á. Chúng tôi sẽ đá trận trao quân với Iraq đây là đối thủ khung khéo rất tinh nhanh và có khả năng tấn công tốt. Nếu giành chiến thắng thắng trận ở trận đấu sắp tới, thì cửa đi tiếp của Việt Nam rất sáng bởi ngôi đầu khó thoát khỏi tay Iran. Ông Bắc nói thêm, tại Asian Cup năm 2019, chúng ta phải nghiên cứu rất kỹ đối thủ của mình. Tôi chưa thể công bố đội hình vì mỗi cầu thủ được lựa chọn dựa vào thực tế từng trận đấu. Ai phù hợp nhất sẽ được lựa chọn. Tôi đề nghị các cầu thủ tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt lối chơi và triết lý bóng đá mà ban huấn luyện đã đề ra. Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc họp với AFC và nước chủ nhà để thống nhất về điều lệ của Asian Cup năm 2019. Tiếp đó, huấn luyện viên Park Hang Seo cùng với các học trò sẽ ra quân vào ngày 8 tháng 1 trong cuộc đối đầu với đội tuyển Iraq. Huấn luyện viên Park Hang Seo lần đầu tiết lộ nỗi sợ hãi phải đối mặt khi làm huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam. Thưa quý vị, trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Đông A của Hàn Quốc ngày đầu năm mới, huấn luyện viên Bác hang So nói rằng ông chẳng đặc biệt chút nào cả ông là một người bình thường mở đầu cuộc phỏng vấn là lời tự bạch của huấn luyện viên bắc hang So về bản thân mình tôi không phải là một nhân vật đặc biệt tôi chỉ là một người bình thường và một ngày nào đấy tôi cũng sẽ ra đi một cách bình thường tôi muốn tìm thấy hạnh phúc trong những điều rất bình thường hàng ngày tôi không biết mình sẽ gắn bó với việt nam bao lâu nhưng một ngày còn ngồi trên chiếc ghế này tôi sẽ luôn làm hết sức mình với niềm đam mê cháy bỏng dĩ nhiên hiện tại tôi đang cực kỳ hạnh phúc sức nóng của người hâm mộ ở hà nội thật là tuyệt vời ông hạnh phúc với điều đó chứ tất nhiên chắc chắn những thành công gần đây đã đem lại nhiều niềm vui cho người hâm mộ việt nam tôi đã từng cảm nhận được điều đó ở hàn quốc và bây giờ là ở việt nam mọi người có dịp thể hiện tình yêu bóng đá của mình cùng nhau bên cạnh nhau người hâm mộ được thỏa mãn với cảm giác đặc biệt khi lên ngôi vô địch sau một hành trình dài và khó khăn nếu kết quả không tốt mọi việc sẽ khác nhưng chúng tôi đã chiến thắng Ông có sợ hãi khi tất cả sự chú ý đều được tập trung vào mình không? Tại sao lại không sợ cơ chứ? Đôi khi tôi cảm giác xấu hổ và sợ hãi khi bỗng nhiên một tình yêu to lớn dành cho mình đột nhiên xuất hiện. Tôi lo lắng rằng tương lai sẽ sụp đổ và cánh cổng địa ngục sẽ mở ra bất cứ lúc nào. Nhưng chẳng có lý do gì để phải tránh né nó cả. Đó là vai trò của tôi và tôi phải chịu trách nhiệm về nó. Thế thôi. Nhiều người cho rằng chức vô địch AFF Cup năm 2018 đã là đỉnh điểm thành công của ông và ông nên rời đi khi những tiếng vỗ tay còn đang vang dội. Hợp đồng của tôi ký với VFF đến tận tháng Giêng năm sau, 2020 mới hết hạn. Nếu tôi rời đi sau AFF Cup năm 2018, tôi sẽ rất nhẹ nhõm và nó chả có gì là gì sai cả. Nhưng tôi phải giữ lời hứa của mình, đó không chỉ là lời hứa với VFF, nó còn là lời hứa với người dân Việt Nam. Để không phải là triết lý của tôi, khi tìm cách rời đi với một chút thành tựu để tìm kiếm nơi nào khác hay ho hơn trong vai trò một nhà cầm quân năm 2018 có ý nghĩa thế nào với ông? Trong cuộc đời tôi đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, cơ hội đến với Việt Nam là một phép lạ, thậm chí tôi chưa từng tưởng tượng đến điều này. Tôi đã từng xem xét việc đến Việt Nam, nhưng phát hoảng với con số thống kê rằng đến hơn 80%, hướng luyện viên đội tuyển quốc gia không tại vị được đến hết hợp đồng. Ngày đặt chân đến đây, trong đầu tôi là sự lo sợ khi số phận mình cũng tương tự. Tôi làm hết sức mình truyền cảm hứng cho các học trò và may mắn thay đến một ngày tất cả đều có được niềm tin vào cảm hứng ấy. Điều gì là quan trọng nhất giúp cho ông đạt được những thành công này? Nếu nói rằng đó là sự xả thân, tôi cũng sẽ không từ chối đâu. Nhưng trên hết với tôi là sự chân thành, tôi nói không với mánh khóe. Tôi thành thật với tất cả, nhất là các cầu thủ của mình. Tôi truyền đạt cho họ những gì xuất phát từ chính trái tim mình. Tôi nói với họ về những điều tốt đẹp hơn là nhắm vào những hạn chế để phát huy được tối đa tiềm năng của các cầu thủ, đừng tiếc lời khen ngợi dành cho họ. Ở Việt Nam điều lớn nhất ông gào khái được là gì? Niềm tin. Ở đây niềm tin chúng tôi đặt vào nhau là tuyệt đối. Lee Yong Jin, trợ lý của tôi đã theo sát tôi như hình với bóng. Sự ra đi của cậu ấy để lại cho tôi nhiều tiếc nuối. Mục tiêu của ông ở năm đầu tiên nhậm chức tại Việt Nam là gì? Thành thật mà nói, ngày ấy tôi tự nhủ liệu mình có trụ lại ở đây được 8 tháng hay không? Tôi đã lập một kế hoạch lớn, nhưng luôn tự hỏi liệu là mình có thể theo nó đến tận cùng hay không. Tôi cần sức hàng ngày để một lúc đảm nhận hai đội tuyển. Nói thật, tôi chẳng có thời gian để tận hưởng thành quả của mình. Niềm vui chỉ đến trong chốc lát, sau đấy tôi lại phải sắn tay lên chuẩn bị cho giải đấu tiếp theo. Một năm và hai tháng vừa qua, tôi xoay như trông chóng với các kế hoạch, các giải đấu của mình mà chẳng có sự nghỉ ngơi. Giấc mơ tột cùng của ông với bóng đá Việt Nam là gì? Chẳng có gì là tột cùng cả. Tôi là một huấn luyện viên bóng đá bình thường, không có giấc mơ gì đặc biệt cả. Khi đã bước sang tuổi 60, tôi chẳng còn mơ gì cao sang nữa. Có chăng đó là sự ấm áp trong tâm hồn, làm cho những người xung quanh tôi hạnh phúc như thế là quá đủ rồi. Tại sao ông lại chọn Việt Nam là điểm đến của mình? Ở Hàn Quốc, tôi không có cơ hội trở lại những ngày tháng vinh quang của mình. Sân khấu chuyên nghiệp ở Hàn Quốc hầu như đã đóng sập với tôi. Đó là cả một quá khứ đau lòng. Tôi cũng đã gõ cửa rất nhiều đội bóng Trung Quốc và cơ hội của tôi ở đấy cũng không nốt. Thực tế, ngày tôi đặt chân đến Việt Nam, phản ứng đầu tiên của dư luận là không tốt. Trọng tâm đặt vào, tôi là sự thất bại, thay vì thành công và nhiều ánh mắt nghi ngại nhìn vào tôi hơn là sự chào đón. Một phóng viên Việt Nam từng nhận xét, những đứa trẻ của bác Hang So là những con sói, ông nghĩ sao? bóng đá là thế, thứ tôi cần nhất ở các học trò là sự tập trung, và điều tôi trao cho họ là cảm hứng để thổi bụng được ý chí chiến đấu. Một số người nói rằng nên để bọn trẻ chơi bóng với niềm say mê, đá thứ bóng đá đẹp là được, nhưng ý kiến của tôi thì khác bóng đá cũng như chiến tranh và mỗi trận bóng là một trận chiến ngay cả khi bạn không thể chiến thắng mọi trận chiến bạn vẫn phải đánh bại càng nhiều kẻ thù càng tốt người ta nói bóng đá việt nam bị hạn chế bởi thể hình bất lợi tôi thì thấy ở đó sự nhanh nhẹn và tốc độ luôn là điều tốt trong bóng đá chúng tôi biến bất lợi về mặt thể hình thành lợi thế của mình từ khi ông đến môi trường bóng đá việt nam đã thay đổi khá nhiều Tôi không quan tâm đến việc trước đó, các lãnh đạo làm gì với bóng đá Việt Nam. Tôi chưa bao giờ hài lòng với những gì mình đạt được. Và sau thành công ở giải U23 châu Á, hướng đi của VFF đã thay đổi. Asian Cup là một thử thách thực sự khi bước chân vào năm 2019. Khi giải đấu kết thúc, chúng tôi sẽ lại chuẩn bị cho giải đấu tiếp theo. Đây là một giải đấu căng thẳng để chứng minh bản thân, chả việc gì phải sợ cả. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là vượt qua vòng bản. Có những thử thách luôn muốn chúng ta phải thất bại, nhưng chỉ cần đừng hối tiếc, nhìn thẳng về phía trước thì chẳng phải sợ điều Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.